xong. Lên nhìn cũng tạm tạm, không đến nỗi xấu mấy. Người xấu đây chứ dâu không xấu. Đây nhá mọi người nhá. Cây hơi bị to đẹp luôn. Đây. Trời ơi, đây rơi cho cây này cho mọi người biết. Cây nào cũng dơ, chả mấy khi phát trực tiếp đâu. Đây ạ. Cây nhà em đây nhá, nhật cao ạ. Nhật cao hôm nay em gửi cho khách ở... đâu nhỉ? Phải nữa nhá. Mọi người xem và chia sẻ bài cho em với. Đây nhá, cây đây nhá. Em không treo vào dê bán thịt chó đâu. Cây nhà em có các loại luôn. 12, 13 nhà em cũng có tất. Nhưng mà tiền nào của đấy hết. Anh ơi cho em ít giây. Không có cây mà đòi. Không có cây 17.000 má to đùng như này đâu. Nặng hai nặng quả này đâu ạ. Đây. Ô cây này đẹp nhỉ. Lại còn bao nhiêu ngó nữa chứ. Đây ạ. Chị Bảo Ngọc ơi, mua dâu giúp em đi. Ăn dâu, bầu ăn dâu cho nó xinh gái. Cây to quá bọc khó cơ. Đây cây như thế này cơ mà. Quả đấy ạ. Đây, quả đấy, quả như thế này ạ. Bó còn khó, rất là khó cơ. Nó còn xóe ra. Em gửi quả to như thế này thì sẽ vẫn bị dập nhá. Nhưng mà khách thích quả chín nên là em vẫn để nguyên quả chín ạ. Có khách thì lại thích em vặt ra hộp rồi để riêng cho khách. Nhưng mà người khách thích cây quả chín nên em để nguyên như vậy. Đây ạ. Làm sao ấy? Cứ thi thoảng lại cười một cái. Thật thật cái. Đây ạ. Cây quả đây nhá. Nhiệt cao nên là cây như thế này giá từ 20 đến 25 nghìn chị nhá. Đây ạ. Quả nó như thế này cơ mà. Đây, mọi người có thể xem ạ. Em không treo đầu dê bán thịt chó đâu. Loại nào em cũng có, từ 12.000 em cũng có hết. Điện thoại sắp hết pin rồi đây. Đây ạ. Như một bó hoa luôn. Đây là giống Nhật cao nên là quả nó sẽ không được to như là giống Mỹ và giống New nhé. Nhưng mà nó khác hơn những quả kia. Trên yếu còn có 5% thôi. Mọi người xem có bị mờ không? Em phát trực tiếp hay thấy mờ lắm. Đây ạ. Mờ mờ ơi là mờ ấy. Đây ạ. Quả đấy nhá. Này còn có cả ngó đi theo nữa cơ. Cây to và đẹp lắm nên mọi người cứ yên tâm nhé. Bọc xong nó sẽ như thế này nhá. Quả giấu ở dưới luôn. Đây ạ. Đây nhá, quả đây. Quả này khách về mai ăn là vừa.
Nhiều khách thì lại thích em hái ra để vào hộp để khách ăn luôn, đi đường nó đỡ dập ý. Nhưng nhiều khách thì lại muốn đẹp nên là để luôn như thế này ạ, cây sẽ đẹp hơn. Đây nữa. Đây. Đây, nhìn quả đây ạ. Cái này cũng đầy luôn. Nhà em có cả bầu cứng á. Đi từ sáng giờ còn chưa được về nhà với con đây. Để xong để đi về nhà đây. Xin rồi em tham cho mọi người nhá. Nếu ai cần gì thì cứ inbox cho em ạ.